chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc, ngoại truyện Tết ở làng địa ngục người hóa sói của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì cuối cùng thì anh Thạch cùng với những người lính trung thành của quan ông và quan bà đã đưa thi hài của họ về đến thôn Bích Câu và an táng họ một cách tử tế. Những người dân ở trong thôn đó cũng đi đến để viếng quan ông và quan bà. Còn riêng về Vũ và thầy Lãnh có mối nhân duyên gì thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tiếp tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Hồi 9, người chữa bệnh điên, phần 2. Lại nói về Phủ Long Hưng vào ngày định mệnh ấy. Sau khi được thầy Phạm Lãnh cứu về, Phủ nằm mê man suốt một ngày, một đêm. Toàn thân hết sốt hầm hập, lại lạnh như băng. Thỉnh thoảng còn có cơn co giật. Trong giấc mơ, Phủ nhìn thấy cha mẹ mình bị gông cổ. Toàn tay chân xiềng xích bị người đưa ra pháp trường. Một viên đao phủ che kín mặt đứng sẵn chờ họ. Ngọn đao vung lên sáng loáng. Hình ảnh tiếp theo là máu chảy đầm đìa bắn hết cả vào mặt Vũ. Cậu gào thét, nhưng dường như cha mẹ cậu chẳng thể nào nghe thấy. Từ đâu đó có tiếng nói quái lạ vọng về. Tao đây. Tao sẽ đi tìm mi cho bằng được. Giọng nói của người ấy lạ lắm, giống hệt như giọng của gã đàn ông đầu cạo trọc một nửa, tết tóc đuôi sam đã đứng nhìn cậu từ ngoài cửa sổ ngày trước. Vũ rú lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bên trong. Một giọng nói trầm ấm đưa đến bên tai cậu. Cháu dậy rồi đây à? Vũ giật mình nhìn ra cửa. Một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo giao lĩnh bằng gấm chậm rãi bước vào. Theo sau là người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi. Trên tay cầm một chén thuốc thoảng mùi quả hồi. Vũ nhìn thấy chân tay mình băng bó cẩn thận. Ai đó đã thay quần áo mới sạch sẽ giúp cậu. Một lúc sau, Vũ mới khó nhọc trả lời. Thưa, đây là đâu? Người đàn ông tóc muối tiêu mỉm cười đôn hậu. Đây là Phủ Long Hưng. Ta đưa cháu về đây đã một ngày một đêm rồi. Lúc này Vũ mới nhớ lại mọi chuyện. Cậu vùng dậy. Thôi chết, con Đại Phong, cháu còn một con ngựa nữa. Lúc này người đàn bà vội đỡ cậu ngồi xuống rồi đáp lại. Ấy chết, cháu chưa ra khỏi giường được đâu. Con ngựa đi theo cháu về đây rồi, nó khôn lắm đấy. Vũ vẫn mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu khẽ hỏi lại. Tại sao cháu lại ở đây? Cháu nhớ là cháu đương ở quán trọ trong núi mà. Sao bây giờ lại... Người đàn ông muối tiêu ngước mắt nhìn về phía cửa. Người đàn bà hiểu ý liền cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra. Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ có hai người. Tia nắng nhợt nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Người đàn ông nhìn Vũ một lúc rồi mới nói. Ta là một thầy lang ở Phủ Long Hưng. Ta sống một mình trong ngôi nhà này, cùng với hai người gia nhân là cô Mừng và bác Hộp. Lần trước ta vô tình biết có người gặp nạn ở quán trọ trong rừng. Đoán chừng có thể cứu được nên ta vội vàng tìm đến. Khi tới nơi thì thấy cháu nằm gục trên lưng con ngựa. Thế rồi ta đưa cháu về đây. Người đàn ông tóc muối tiêu ngập ngừng một lúc. Ông chăm chú nhìn Vũ như thể đương dò xét. Vũ lúng túng không biết phải nói gì. Ông lại nói tiếp. Nhìn quần áo của cháu, ta đoán cháu không phải con cái nhà cùng đinh. Tại sao cháu lại một mình lưu lạc đến nơi này? Huống hồ, lại còn rơi vào tay của Dạ Xoa phu nhân nữa. Cái tên Dạ Xoa phu nhân vang lên lập tức có tác dụng. Vũ nghiến răng trả lời. Thì ra tên mụ là như vậy. Cháu đến đây để tìm người, vốn dĩ cứ đi cùng với người thân. Nào ngờ không may lọt vào quán trọ của mụ. Người đi cùng với cháu bị giết. Xác chết bị vứt ra sau núi. Còn cái đầu bị cắt ra. May mà cháu nhặt lại được. Người đàn ông cúi đầu thở dài. Sau cùng ông mới khẽ giọng. Cái đầu đó đã được bác Hợp nhà ta an táng sau núi xong xuôi rồi. Chờ cháu khỏe lại, ta sẽ cho người đưa cháu đi thăm mộ ông ấy. Chỉ tiếc là lúc hạ táng không biết vị huynh đài ấy tên gì, nên bia mộ vẫn còn để trống. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn gấm màu đỏ tía. Người đàn ông vờ ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vũ nhanh tay lau nước mắt. Bất chợt cậu nhớ ra một việc quan trọng. Cậu hỏi dồn. Bẩm,
Ông nói ông làm thầy ở Phủ Long Hưng. Vậy ông có biết thôn Cổ Lâu hay không? Ông có biết người nào tên là Phạm Lãnh không? Một người quen của cháu nhắn khi đến Long Hưng phải tìm người này. Vừa nghe Vũ nói như thế, người đàn ông tóc muối tiêu giật nảy mình. Ông nhíu mày nhìn thằng bé trước mặt một lúc rồi mới đáp lời. Ta không biết ai dặn cháu đi tìm người đó, nhưng ta chính là thầy Lan Phạm Lãnh đây. Vũ sững người, nỗi ngạc nhiên khiến cậu choáng váng. Cậu hỏi lại. Ông là thầy Phạm Lãnh, là sư huynh của bác Lan Bộc hay sao? Lúc này người đàn ông có vài phần sửng sốt. Ông ta hoang mang nhìn Vũ. Cháu quen thầy Lan Bộc à? Cậu đó là sư đệ của ta. Cũng lâu lắm rồi. Phải đến hơn 20 năm rồi chúng ta không gặp lại. Mà sao cậu ấy lại sai cháu đến tìm ta? Sự nghi kỵ đối với người lạ trong lòng một đứa trẻ con như Vũ tan biến mất. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt hiền lành của người đàn ông trước mặt. Vũ dốc hết bầu tâm sự, kể lại toàn bộ sự việc từ lúc cậu có thể nhìn được phong ma cho đến những chuyện đứa nhỏ chết bất đắc kỳ tử. Việc con quái ăn tứ chi của người chết lũ trên sông cho thầy Phạm Lãnh nghe. Rồi lại đem câu chuyện ông Lan Bộc dúi vào tay mình mảnh giấy, dặn đến Phủ Long Hưng tìm người. Vũ ngập ngừng một hồi, rồi kể đến chi tiết gã đàn ông tết tóc đuôi sam và vụ án oan của cha mẹ. Thầy Phạm Lãnh biết câu chuyện còn có nhiều điều khuất tất. Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới quyết định. Đúng thật là kỳ lạ. Sáng hôm trước chim khách kêu trước nhà ta còn không tin. Việc cháu đến đây quả thực là quá trùng hợp. Thôi thì... Thầy Phạm thở dài sườn sượt rồi nói tiếp. Nếu đây đã là ý trời thì cháu hãy ở lại. Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm ra chân tướng. Vũ toan nói thêm vài câu, nhưng thầy Phạm Lãnh đã bước ra khỏi cửa. Gương mặt ông đầy vẻ lo âu. Vừa đi được mấy bước, ông đã quay lại rồi dặn dò Vũ. Đừng nói cho ai biết chuyện cháu giết mụ Dạ Xoa. Nếu ai hỏi đến cứ nói rằng cháu bị bọn cướp bắt rồi thừa cơ trốn được. Còn đâu ta sẽ có cách. Vũ cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu chợt nghĩ đến ngôi nhà của mình ở thôn Bích Câu. Từ lúc lưu lạc đến Phủ Long Hưng, Vũ đã biết rằng cậu vốn không thể tìm người quen của cha mẹ mà nương nhờ. Trước đây cậu đường đường là một cậu ấm con quen, giờ xa cơ thất thế. Lòng người nguội lạnh, ai dám chắc họ sẽ cưu mang cậu. Không biết chừng còn bắt cậu nộp cho quan phủ cũng nên. Một cảm giác tủi thân ùa tới trong lòng người thiếu niên còn chưa trải sự đời. Vũ vùi mặt vào trong gối mà khóc. Vũ nằm trên giường thêm mấy ngày thì người đã khỏe lại. Thầy Phạm Lãnh ít khi nói chuyện riêng với cậu, chỉ gặp vào đúng lúc ăn. Những buổi như thế, cậu thường tha thẩn theo cô Mừng đi hái rau, hoặc dẫn con Đại Phong đi theo bác Hợp. Cuộc sống ở thôn Cổ Lâu xem chừng cũng nhiều chuyện kỳ quái hệt như Phủ Quốc Oai năm nào. Có lần cậu nghe cô Mừng kể, thôn này gọi là thôn Cổ Lâu vì nơi đây trước kia là một gò đất chất đầy xương người chết. Năm tháng loạn lạc, nơi đâu cũng có nhân mạng bị tước đi một cách đột ngột. Có những ngôi làng bị xóa sổ chỉ sau một đêm, giống như ngôi làng Hủi của Dạ Xoa phu nhân lúc trước. Lại nói đến băng cướp mang sợ ấy, từ ngày Dạ Xoa phu nhân bị cắt đầu rồi treo lên cái cọc, người trong phủ thi nhau đồn đoán không biết rằng ai là kẻ thay trời hành đạo ấy. Người thì nói rằng có thể đó là một đại hiệp trả thù cho dân. Kẻ thì quả quyết mụ đàn bà độc ác ấy bị chính những vong hồn mình giết hiện về báo oán. Không biết ai đúng, ai sai, nhưng mọi câu chuyện đều trùng hợp ở một chỗ. Đó là, người đầu tiên báo tin về cái chết của nhóm cướp Dạ Xoa ấy là thầy Phạm Lãnh. Khắp cả phủ này, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết chuyện về cậu thư sinh Phạm Khanh bị bắt cóc rồi qua đời trong tay mụ béo. Này xảy ra cớ sự này, có kẻ còn đồn rằng chính thầy Phạm Lãnh đã sai âm binh đi đòi mạng. Người ta mang lễ vật đến nhà thầy để cảm ơn. Thế nhưng người trong nhà đóng cửa im ỉm, gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ma vọng lại. Danh tiếng của thầy lúc ấy lại càng vang dội. Phải hơn một tuần trăng sau kể từ ngày đến ở nhà thầy Phạm Lãnh,
Vũ mới biết danh tiếng của thầy có được là do biệt tài chữa bệnh cho người điên. Lần đầu tiên thầy Phạm Lãnh chữa khỏi bệnh cho một người điên là vào năm 16 tuổi. Năm 10 tuổi, thầy khăn gói vào tận trong Phú Xuân để học nghề một viên quan ngự y làm việc trong cung đình. Sư đệ của thầy chính là ông Lan Bộc. Học nghề được vài năm thì viên quan ngự y bệnh nặng rồi qua đời chóng vánh. Thầy Phạm Lãnh và ông Lan Bộc chia tay nhau. Ai về quê nấy? Thôn cổ lâu năm ấy không hiểu vì sao mà xương trắng rải rác khắp nơi. Xương rơi trong giếng, xương vất lăn lóc trên mái nhà. Thậm chí có người đương nằm ngủ khi tỉnh dậy thấy xương rơi trên chăn gối của mình sợ quá ngất liệm đi. Kỳ thật, người dân dựng nhà, làm ruộng ngày trước gặp xương người là điều không lạ. Nhất là cái gò toàn đầu lâu như trong thôn này. Thế nhưng, nếu đương yên đương lành mà thấy xương trắng ở khắp nơi thì quả thực là kỳ quái. Ban đầu người dân mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hễ cứ đêm xuống, người ta lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ cứ vang lên không dứt. Tiếng động ấy giống hệt như tiếng mấy xương ống đồng va vào nhau. Trẻ con trong thôn không ngủ được, khóc ré lên khiến bầy chó nhà sủa vang không ngớt. Mà nào đâu chỉ dừng lại ở đó, xương trắng vườn vãi trong thôn cũng chính là lý do khiến cho lũ chó hoang trên núi kéo tới kiếm ăn. Phạm đã là người sống ở gần đồi núi trùng điệp đều biết loài chó hoang khát máu đến mức độ nào. Chúng sống thành từng bầy, ngày ngày ăn thịt người, máu tanh của con người nhiễm vào khiến chúng trở nên hung hãn đến cùng cực. Chỉ cần một người đi rừng lạc vào lãnh địa của chúng thì coi như tàn đời. Nếu may mắn trốn thoát được thì cũng bị cắn đứt mất tứ chi. Còn nếu không may thì coi như bị ăn mất xác. Người thân của những nạn nhân ấy nghe hơi máu mà đi lùng sục. Khi đến nơi thì thấy thân thể người nhà mình văng mỗi nơi một thứ. Tất cả đều bị chó hoang giày xéo. Trong số những con chó hoang dữ tợn ấy, kinh hồn nhất có con chó có u máu trên lưng. Loài chó này có đặc tính rất lạ. Chúng không chủ động tấn công người còn sống. Chỉ thích ăn thịt của người đã chết hoặc xương trắng từ những ngôi mộ được cải táng mà tự chúng đào bới được. Lâu dần, tử khí thấm đẫm vào người chúng khiến cho toàn thân chúng nổi lên những cục u hệt như bướu của người gù. Loại chó hoang này cắn vào ai thì người ấy không quá 5 canh giờ sẽ đến gặp Diêm Vương. Điều đặc biệt hơn nữa, chó u máu đến nhà nào thì nhà đấy chắc chắn sẽ có người chết. Trước kia, người nào hay đi rừng mới biết đến loài chó u máu bí ẩn này. Vậy mà giờ chúng thường xuyên xuất hiện ở thôn cổ lâu, chỉ vì những khúc xương trắng ẩn không rõ tung tích. Người giàu nhất làng khi ấy là một phú ông có gốc gác từ tộc Mường ở phủ Thanh Hoa. Ông phú Mường có cô con gái tuổi mới đôi mươi. Chẳng hiểu vì sao mà hôm ấy một con chó u máu rình trong nhà cô. Chập tối, cô con gái ông phú Mường đi tắm. Lúc đi ngang qua bụi chuối sau nhà, bất chợt cô nhìn thấy có một đôi mắt đỏ lòm từ trong bóng tối nhìn ra. Cô gái tưởng có ma, bèn hét toáng lên kêu cứu. Ông phú người Mường nghe thấy tiếng con gái hét bèn lục tục trong đèn lồng, vội vã đi cùng mấy người gia nhân xem có chuyện gì. Ai dè đất sau nhà trơn ướt, ông phú bị trượt chân, đập đầu vào đá, chết tươi. Cô con gái gào khóc bên xác cha. Đúng lúc ấy, từ trong bụi cây, có một con chó u máu nhào tới nhảy phóc lên thân phú ông, định moi ngũ tạng của ông ra mà cắn xé. Cô con gái theo phản xạ tự nhiên vội vàng ngăn lại. Không ngờ bị chó u máu cắn vào bắp tay, máu chảy xối xả. Người trong thôn kéo đến quay lại đánh chết con chó. Giống súc sinh biết mình không thoát nổi kiếp này, nó khạc đờm nhổ về phía cha con phú ông rồi mới chết. Sầm tháng 7 năm ấy, thôn cổ lâu chứng kiến hai cái chết kinh hoàng. Một là cái chết của phú ông, hai là cái chết của con chó. Kể từ ngày bị con chó u máu cắn phải rồi khạc đờm bắn vào chân, ai cũng bảo cô con gái phú ông sẽ chết trong vài canh giờ. Thế mà không, cô chẳng chết. Cô bị hóa điên. Cả người cô bỗng chốc lở loét, da tróc thành từng mảng hệt như loài chó bị ghẻ. Cô không còn nói năng gì được nữa, cũng chẳng dám tắm rửa. Mỗi khi nhìn thấy nước là toàn thân cô run bần bật. Ai cũng bảo cô bị dại, nhưng cuối cùng cô chỉ phát điên. Cô điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Ngày nào cô cũng đi tìm mấy khúc xương trắng rơi vương vãi quanh nhà để ăn, hệt như mấy con chó u máu. Đỉnh điểm nhất là lần người đàn bà bán đậu phụ trong thôn có đứa con sinh thiếu tháng.
đẻ ra không bao lâu sau thì chết. Gia đình bà đành bọc đứa trẻ trong một cái quan tài nho nhỏ rồi đem chôn sau nhà. Đêm hôm ấy trời nổi một trận gió to. Cô con gái bị điên ngửi thấy mùi tử khí trên thi thể của trẻ sơ sinh bèn lao tới nhà người bán đậu phụ kia rình mò. Đèn cầy trong nhà vừa tắt, cô mong men xuống lấy tay đào đất để kiếm thịt người ăn. Khi vừa mới ôm được thi hài tím ngắt của đứa trẻ nhỏ trên tay thì cô bị người nhà kia phát hiện. Người trong thôn hò nhau đuổi theo để bắt cô. Trong lúc trốn chạy, cô vô tình va phải một người thanh niên mới trở về. Người thanh niên ngã bổ nhào xuống đất. Khi ngước mặt lên thì cô gái kỳ lạ kia đã chạy trốn vào nhà ông Phú Mường. Thôn dân hò reo đòi thiêu cháy căn nhà bề thế nhất vùng. Chàng thanh niên lấy làm lạ bèn hỏi chuyện thì mới hay quỷ sự của thôn nhỏ ven rìa núi này. Chàng thanh niên vội lao đến trước cửa nhà Phú ông, chắp tay xin thưa với cả thôn. Bẩm các cụ, con là người của vùng này, thuở trước theo gia đình lang bạt khắp nơi, nay mới về chốn cũ. Con biết được thôn ta có quỷ sự, nhưng sự này không phải do người làm, mà là do có kẻ làm tà thuật ám muội nên mới gây ra chuyện ngày hôm nay. Cô gái điên kia cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu thôn ta giết nhầm người thì e rằng mọi âm đức bấy lâu nay đều đổ xuống sông, xuống biển. Con xin được giúp cô gái kia chữa bệnh điên, cũng diệt hết xương khô trong thôn cổ lâu. Người chồng của người phụ nữ bán đậu phụ hất hàm nói: Mày là thầy phá bà thằng kia, nhiều thầy pháp đến đây lắm rồi, ông nào cũng bó tay ra về đấy. Trong thôn vang lên những tiếng hưởng ứng. Người thanh niên trẻ măng đáp lại: Thưa bà con vốn không phải thầy pháp, con chỉ là một thầy lang thôi. Nhưng việc này con biết nguyên do và cách chữa trị, xin bà con cứ tin tưởng giao cho con. Thấy chàng trai nói năng lễ độ, gương mặt sáng sủa, ông thầy đồ cũng chính là trưởng thôn tán đồng. Bà con cứ nghe theo lời cậu trai trẻ này một lần xem sao. Dù sao con bé điên vẫn đương ở trong nhà. Nếu cậu ta chữa khỏi bệnh điên rồi chấm dứt quỷ sự ở thôn này thì là điều tốt. Chúng ta cũng không mang tiếng là làm việc ác. Một người đàn ông sẵn giọng: Mày có dám chắc sẽ làm được không hả thằng kia? Chàng trai trẻ măng nói giọng chắc nịch: Chắc chắn sẽ làm được. Ngày hôm sau, người ta thấy chàng thanh niên trẻ đào một cái hố thật lớn sau nhà của ông Phú Mường. Dưới lớp đất mùn tơi xốp là một cái hũ rất lớn làm bằng gốm. Không ai biết bên trong hũ ấy có gì, chỉ biết người thanh niên đem chất củi lên trên cái hũ đó rồi thiêu cháy phừng phừng. Ngọn lửa không làm suy xuyển được hũ gốm, nhưng khiến cho thứ chất lỏng trong đó sôi lên sùng sục. Từ trong đó tỏa ra một mùi ngai ngái, hệt như thịt lợn bị thiêu. Loài chó hoang, rồi cả vài con chó u máu đứng ngóng ở trên triền núi, miệng sủa vang trời. Trong nhà, cô con gái Phú ông gào lên như ai đánh. Cái hũ gốm nung đến ngày thứ hai thì chất lỏng đã cạn hết. Mùi ôi thiêu lúc này thay thế cho mùi khét lẹt. Một cụ già trong thôn ngửi thấy bèn rùng mình nói nhỏ: Sao mà giống xương người lúc bị hỏa tan qua vậy? Đích thật cái mùi này tôi ngửi thấy cả trăm lần rồi chứ chẳng sai. Nghe cụ nói, thôn dân sợ quá vội vàng về nhà, không dám ngóng thêm nữa. Chàng thanh niên trẻ tuổi chờ đến đêm mới cho người đánh xe ngựa đem cái hũ vứt ra sông. Trước khi đi có dặn người phu xe rằng: Nếu nghe thấy bất cứ tiếng động gì trong hũ cũng không được mở ra. Người phu xe vân vân dạ dạ rồi vội vàng đi ngay trong đêm. Mãi sau này anh phu xe mới kể lại cho người trong thôn rằng chính tay anh nghe có tiếng người con gái mời gọi phía trong hũ. Lại có tiếng tiền xu kêu loảng xoảng phía trong. Anh hoảng quá, vội vàng vứt cái hũ đi thật nhanh rồi trở về lúc trời tờ mờ sáng. Về phần cô gái con Phú ông người Mường, kể từ khi cái hũ bị nung cháy rồi ném xuống sông, người cô cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Chàng thanh niên chuẩn bị mấy miếng thịt nướng thơm lừng, bên trong tẩm đậm thuốc mê cực mạnh. Cô gái điên thấy thịt bèn lao tới ăn nấy ăn để. Thế nhưng chưa đầy nửa tuần hương sau, cô đã ngủ gục trong góc nhà. Lúc này chàng thanh niên mới trở vào xem xét vết thương trên người cô. Vết cắn của con chó u máu tạo thành hai dấu răng sâu hóm trên cánh tay của cô gái. Phần thịt xung quanh đen xì, bốc mùi thâm thẩm. Chàng thanh niên thở dài, trong lòng biết rõ vết thương đã bị hoại tử, chỉ còn cách cắt đứt cánh tay. Không ai biết rằng chàng trai ấy đã cắt tay như thế nào.
Chỉ biết rằng người phụ giúp chàng lúc đó chỉ có vợ chồng người phu xe. Người mang nước nóng, kẻ túc trực trong gian nhà ẩm thấp. Đến sáng hôm sau thì người ta thấy cô gái điên hôm nào cả cánh tay bị băng bó. Cô không gầm gừ nữa nhưng cũng chẳng nói chuyện với người nào, ngoại trừ vợ chồng người phu xe và chàng thanh niên lạ mặt. Cái hũ bị ném đi, đống xương trắng trong thôn cũng chẳng còn. Bệnh điên của cô gái con phú ông cũng hết một cách đột ngột. Người trong thôn lấy làm lạ, bèn hỏi thì chỉ được câu trả lời: phú ông người Mường trước kia có dùng bí thuật, vì lý do gì thì bản thân tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng thứ bí thuật đó chiêu dụ ma quái đến đây, không những vong người chết mà còn cả vong phách của những con thú hoang trong rừng thiên nước độc. Chính chúng đã mang những khúc xương trắng đến đây để hấp dẫn lũ chó hoang sau núi. Thôn cổ lâu từ trước tới nay có nhiều âm khí tích tụ, điều đó chẳng khác gì bùa dẫn dụ chó u máu đến đây cả. Có người thắc mắc: nhà anh nói không phải thầy pháp, sao lại biết tường tận những chuyện ấy như thế? Mấy ông thầy pháp được chúng tôi thuê đến đây bày pháp sự rất linh đình, nhưng ông nào ông nấy đều bỏ của chạy lấy người, chẳng ai như nhà anh cả. Chàng thanh niên trẻ tuổi cười trừ: bẩm, tôi không dám nhận mình tài giỏi gì, nhưng đa phần thầy pháp chỉ trừ những vong hồn đeo bám người trần. Chuyện tà ma bí thuật trên đời vốn đầy rẫy, không phải lúc nào vung thanh kiếm gỗ đào cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Người có bệnh của người, ma có bệnh của ma. Nếu đã có những kẻ dùng bí thuật thì tất sẽ có những người có thể giải trừ. Xin bà con hãy cứ coi rằng tôi là người dùng thuốc chữa tà vậy. Nghe chàng thanh niên trẻ tuổi nói, không ai còn thắc mắc thêm điều gì nữa. Kể từ đó, chàng thanh niên ở lại thôn cổ lâu, ngày chữa bệnh cho người, đêm đến thổi sáo véo von. Chàng thanh niên có biệt tài chữa bệnh điên, đặc biệt là những kẻ điên do tà ma quấy phá. Phàm những kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được gia đình đưa đến chỗ chàng, khi về đều minh mẫn, tỉnh táo đến lạ thường. Người tốt bụng bảo rằng chàng là hoa đà tái thế. Kẻ ganh tị dèm pha nói rằng chính chàng mới là ma, là quỷ. Mặc kệ những tin đồn to nhỏ ấy, dân tứ xứ vẫn ùn ùn kéo đến thôn Bích Câu. Thấy chàng có tài, nhiều người đánh tiếng muốn gả con gái cho. Thế nhưng người nào chàng cũng khéo léo khước từ. Có cô gái trong thôn đem lòng thầm yêu trộm nhớ, nhưng chàng thanh niên chỉ cúi đầu khẽ nói: tôi chỉ là kẻ hèn không cha không mẹ, nay được trở về nơi này sống một đời yên bình cũng tốt lắm rồi, không dám mơ tưởng tới ai. Bị chàng thanh niên từ chối, cô gái kia chạy về khóc nức nở. Đến sáng hôm sau thì người ta thấy xác cô gái chết trong cái giếng cạn cuối làng. Lúc vớt lên, toàn thân cô đã tím tái, 10 đầu ngón tay bị chuột cắn nát. Nhiều trai tráng trong thôn ganh tị, kiếm cớ gây sự. Sau sự ấy, chàng thanh niên lại càng khép kín hơn. Trong một năm kể từ ngày quỷ sự trong thôn cổ lâu chấm dứt, đêm rằm tháng 7 mưa rơi rả rích, gió thổi hồn đưa hơi lạnh bay khắp làng. Người ta thấy trước ngôi nhà của ông Phú Mường có treo đèn lồng đỏ. Khắp nơi bỗng xì xào bàn tán: lạ nhỉ, nhà ông Phú Mường hôm nay lại có đèn lồng đỏ, có phải ngày Tết đâu, chẳng lẽ nhà đấy có người xuất giá? Bà hàng thịt trong thôn nghe thấy thế biểu môi: ôi giời, nhà đấy cứ đứa con gái cụp tay, gia cảnh bây giờ chẳng còn được như xưa thì ai thèm lấy. Chắc là nó lấy ma đấy, chỉ có ma mới rước dâu giờ này thôi. Người trong thôn đổ ra xem đám cưới kỳ dị. Giây phút cô dâu chú rể bước ra, mọi người ồ lên kinh ngạc. Nào có phải ai xa lạ, ấy chính là chàng thanh niên trẻ tuổi cùng với cô gái đã từng được cứu khỏi bệnh điên năm nào. Đám rước dâu không kèn không trống, chỉ có đôi phu phụ người lái xe cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Cô dâu xinh đẹp im lặng bước bên chàng rể khôi ngô. Cả hai đi trong cơn mưa mịt mùng của tháng cô hồn lạnh lẽo. Không một lời chúc tụng, không có tiếng pháo nổ râm ran, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi hồn làm cho vạt cây rừng rung lên xào xạc. Hơn một năm sau, trong căn nhà nhỏ của phú ông người Mường, người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên. Vợ chồng thầy Lan chữa bệnh điên chào đón đứa con đầu lòng vào một ngày mưa bão. Người thanh niên ấy chính là thầy Phạm Lãnh, còn đứa bé kia là Phạm Khanh. Nhân duyên trong thiên hạ nào có ai có thể đoán trước được điều gì. Sau khi sinh con thì vợ thầy Phạm Lãnh cũng băng huyết mà chết. Ngẫm ra cũng thật tội cho người đàn ông đức độ. Cả đời cứu người khắp nơi,
Thế mà cuối cùng đành ngậm ngùi tiễn biệt thê tử kết tóc của mình về âm giới. Cái chết của vợ thầy Phạm Lãnh dường như đã làm cho thầy ủ dột suốt nhiều năm. Thầy không chôn vợ ở ngoài bãi tha ma như người trong thôn vẫn thường hay làm, mà đem chôn ở sau nhà. Nhà thầy Phạm Lãnh vốn có 2 tầng, tính ra cũng bề thế có tiếng trong huyện Cổ Lang. Thế nhưng mà nơi đó lúc nào cũng u ám, buồn tẻ. Người phu đánh xe tên Hợp cùng vợ mình chuyển đến sống cùng nhà với thầy ở gian sau. Thế rồi vào một ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, người vợ phu xe cũng giả từ trần thế sau một cơn cảm lạnh. Người ta bảo đất ấy độc lắm, đàn bà chẳng thể nào ở được. Vũ nghe câu chuyện về thầy Phạm Lãnh mà bất giác nước mắt trào ra. Cậu khẽ dựa lưng vào người con Đại Phong, trong lòng không khỏi cảm khái. Giữa việc phải sinh ly tử biệt và việc phải cùng nhau chết oan như cha mẹ mình, liệu việc nào đau khổ hơn đây? Một cơn gió heo mây thổi đến, phấn hoa vô tình bay vào mũi con Đại Phong khiến nó hắt xì vài cái. Vũ giật mình nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm. Nếu đất này đàn bà không ở được, tại sao cô Mừng lại có thể ở đây? Hơn thế nữa, những bí thuật mà thầy Phạm Lãnh từng nhắc tới, liệu có phải là lý do khiến ông Lan Bộc muốn cậu đi tìm sư huynh của mình hay không? Một cảm giác ớn lạnh ào tới khiến Vũ bàng hoàng cả người. Cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía căn gác nhỏ phía trên, nơi có Phật đường của thầy Phạm Lãnh. Ánh nắng cuối cùng của ngày hắt vào chiếc bình đỏ khé nằm sau bức màn. Từ ô cửa sổ nhỏ, Vũ nhìn thấy 2 cái bóng trắng thập thò nhìn cậu. Hết hồi 9. Hồi 10, cổ trùng nhân mạng. Đối với Vũ, việc nhìn thấy vong hồn lẩn khuất trên dương gian đã chẳng còn gì xa lạ. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại có thể nhìn thấy tà ma như thế nữa. Dù đã quen với việc đó, nhưng lần này bắt gặp 2 cái bóng trắng toát bên cửa sổ nhìn cậu, Vũ không khỏi cảm thấy rợn người. Bác Hợp từ xa trông thấy gương mặt tái xanh của Vũ bèn vội vàng lại hỏi. Sao thế cháu? Sao mặt mày tái xanh vậy? Vũ buộc miệng. Cháu nhìn thấy 2 vong đứng bên cửa sổ, chỗ Phật đường của thầy Lãnh ấy. Bác Hợp giật mình nhìn theo hướng Vũ chỉ. Ông chỉ ậm ừ không nói gì rồi bỏ đi. Chiều tối hôm ấy, thầy Lãnh mang về nhà 2 người đàn bà. Một người tuổi mới đôi 10, người còn lại đã trạc tuổi ngũ tuần. Cả 2 đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói không rằng chỉ cười khanh khạch. Thầy Lãnh hỏi Vũ. Ngoài 2 người này ra, có thứ gì đi theo không? Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời. Cậu chỉ vào người đàn bà trẻ tuổi. Người này trên vai có 1 đứa trẻ con bám vào. Đầu nó lắc lư hệt như anh thư sinh bám trên vai mụ dạ xoa ấy. Đứa trẻ con chừng hơn 1 tuổi. Vừa nhắc tới người thư sinh, gương mặt thầy Phạm Lãnh có chút xúc động. Ông hít một hơi thật dài rồi chỉ vào người còn lại. Thế còn người này thì sao? Vũ nghiêng đầu rồi nói nhanh. Người này không có vong hồn vất vưởng đi theo, nhưng phía sau có nhiều vong của chó mèo lắm. Thầy Lãnh gật gù tỏ ra hài lòng rồi nói tiếp. Người thiếu phụ trẻ tuổi kia là con dâu ông Bá Hộ ở làng bên. Vì không sinh được con trai cho nên chồng cưới vợ mới. Đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, nhưng lúc người nhà không để ý nên người này đã dìm chết đứa trẻ. Kể từ ngày ấy bị hóa điên, gia đình chồng cũng coi như không tệ bạc. Họ chỉ đánh cho 1 trận rồi trả về nhà mẹ đẻ. Người thân trong nhà không chịu nổi bèn đưa đến chỗ ta, nhờ ta cứu giúp. Vũ im lặng đưa mắt nhìn đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên vai người thiếu phụ. Dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được có người nào đương nhìn mình. Nó phóng tầm mắt về phía Vũ rồi nở một nụ cười vô hồn. Toàn thân Vũ nổi gai ốc. Cậu khẽ nói với thầy Lãnh. Bẩm, đứa trẻ này chết thiên lắm. Con e là người thiếu phụ này chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Thầy Lãnh không nói gì. Ông tiếp tục chỉ về phía người đàn bà già hơn. Đây là bà cụ hàng sống ở cuối thôn. Cả đời giết chó giết mèo rồi đội thúng đem lên chợ huyện bán. Sớm ngày rằm tháng 7, bà cụ toan giết thịt một con mèo thì bị nó lồng lên cắn vào tay rồi chạy thoát.
Khi con dâu, con trai phát hiện ra thì bà đã ngất liệm ở giữa sân từ lúc nào. Người trong thôn xúm lại cấp cứu hơn nửa ngày trời thì bà cụ mới tỉnh lại. Chỉ có điều từ lúc tỉnh lại thì không còn tỉnh táo nữa, mà hóa điên. Vũ mơ hồ hỏi lại. Bẩm thầy, bà cụ hóa điên như thế nào? Thầy Lãnh nhìn người đàn bà đương vạch áo gãi xoàn xoạc, bèn thở dài. Từ lúc hóa điên, bà cụ không còn đi lại bằng hai chân nữa. Lúc nào cũng bò bốn chân như súc vật. Hễ thấy ai ăn thứ gì đó là ngồi sáng lại trông chờ. Mới hôm qua còn bắt chuột trong vườn nhà rồi nhai rau rấu. May mà người nhà trông thấy kịp. Phủ Lặng cả người nhìn bà cụ lúc này đương thêm thiếp ngủ. Trong lòng cậu cảm thấy họ bị điên như vậy là đáng lắm. Thầy Lãnh nhìn Vũ rồi hỏi. Theo con, ta có nên chữa bệnh điên cho họ không? Vũ toan nói gì đó, nhưng cậu ngập ngừng lại một lúc quan sát kỹ hai người đàn bà. Độ nửa tuần hương sau, cậu mới khó nhọc trả lời. Thầy thuốc không có phân biệt công thần hay phạm tội. Cha con thường nói, hễ là kẻ có bệnh thì đều phải dốc lòng cứu giúp như nhau. Ngày trước con không hiểu điều này, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, con mới biết rằng thầy trả lại cho họ sự tỉnh táo cũng chính là một cách để họ tự giày vò. Vũ vừa nói vừa thở dài, hệt như một ông cụ non. Thầy Lãnh mỉm cười. Khá lắm, con nói đúng đấy. Vậy con muốn học theo nghề thuốc của ta không? Bẩm thầy, con tự thấy lòng mình không an tĩnh, khó có thể cứu người. Từ lúc lưu lạc đến nơi này, con chỉ muốn trả thù cho cha mẹ. Con muốn biết rốt cuộc gã đàn ông tết tóc đuôi sam ấy là ai, và con quái ăn thay người vào giờ hợi ấy rốt cuộc có vai trò gì? Vũ nắm chặt tay, giọng cậu như nghẹn lại. Nếu không biết được điều này, con có chết cũng không dám mắt. Thầy Lãnh trầm ngâm nhìn Vũ một hồi lâu, sau cùng thở dài rồi nói. Ta không chắc cha mẹ con muốn con đuổi theo sự việc này đến cùng. Nhưng nếu ý con đã vậy, có lẽ ta sẽ cần một thời gian để suy nghĩ. Vũ định nói thêm, nhưng cậu lại cho rằng như thế là đã đủ. Mãi sau này cậu mới hiểu rằng, vì sao thầy Phạm Lãnh lại phải cân nhắc nhiều đến thế. Cái giá để trả thù, đôi khi phải đánh đổi cả bằng sinh mạng. Đêm hôm ấy Vũ đừng nằm ngủ, cánh cửa sổ từ giường cậu nằm bị gió thổi tạo thành những tiếng kẽo kẹt. Hơi sương lạnh của đêm đầu thu phả vào khiến Vũ rùng mình thức giấc. Ánh trăng thượng huyền đầu tháng chiếu lờ nhờ, chẳng thể soi tỏ cảnh vật. Vũ thấy cổ họng mình khát đắng, bèn lục tục trở dậy mò mẫm ra cái bàn nhỏ kê bên cửa sổ để tìm chén nước. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng ai rao hàng giữa đêm khuya tịch mịch. Ai đậu phụ nóng không? Đậu phụ nóng đây. Vũ ngẫm nghĩ trong lòng. Quái lạ, sao lại có người bán đậu phụ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, mà lại là đậu phụ chứ không phải thứ khác. Lấy làm lạ nên cậu đẩy cửa bước ra ngoài nghe ngóng. Làn gió heo mây giữa thôn làng nằm kề bên vách núi khiến toàn thân cậu rung lên cầm cập. Từ đằng xa có bóng người đàn bà kẻo kẹt gánh hàng đi tới. Thấy Vũ, bà đon đã chào. Ăn đậu phụ hay tàu phớ không cậu ơi? Vũ lúng túng. Cháu không có tiền. Dưới vành nón rách rưới, bà lão nở một nụ cười lộ ra hàm răng hạt na đen nhánh. Trong bóng tối nhìn bà như thể không có răng. Bà đặt gánh đậu phụ xuống rồi trả lời. Không sao, không sao. Nghe giọng cậu như người mới đến. Thôi, để già mời cậu một bát tàu phớ nhé. Vũ vội vàng từ chối, nhưng tay bà lão thăng thoát hất tàu phớ rồi đưa cho cậu một bát nóng hổi, thơm phức. Vũ nuốt nước bọt định từ chối, nhưng rồi cũng đón lấy. Bà lão cười cởi cái nón rồi quạt phe phẩy. Vừa ăn, Vũ vừa hỏi. Sao cậu lại phải đi bán ban đêm thế này? Bà lão thở dài. Nào có ai muốn thế chứ? Nhưng bán ban ngày thì tôi không có tiền đóng thuế chợ. Với lại già này mắc phải cái bệnh lạ,
ban ngày nắng nóng không chịu được, chỉ đến khi trời tối mới dễ chịu hơn một chút, thành thử mới ra ngoài bán hàng được. Vũ chau mày suy nghĩ. Bệnh gì mà lại lạ đời như thế? Hay là cụ thử đến gặp thầy Lãnh xem, biết đâu chữa được. Già chẳng dám quấy quạ thầy Lãnh. Chờ cậu ăn xong, già còn phải tới quán trọ trong rừng bán hàng nữa. Chỗ đấy có nhiều khách lắm, ai cũng khen món đậu phụ của già ngon. Vừa nghe thấy bà lão nói, Vũ suýt nghẹn, cậu lắp bắp. Ý bà là bà đến hắc điếm của mụ già xoa, chỗ đấy, chết hết cả rồi, không còn một ai, làm sao mà bà bán hàng được? Làm gì có, chỗ đấy lúc nào cũng đông người, còn có cả cậu thư sinh hay mua tàu phớ ở đây, cậu ấy xem chừng lớn hơn cậu đây vài tuổi. Lần này thì Vũ hoảng sợ thực sự, cậu đánh đổ cái bát trên tay nhìn bà lão chăm chăm không thốt lên lời. Bà lão giơ tay chỉ về hướng Phật đường của thầy Lãnh. Đoạn bảo: Ông thầy Lan trong nhà này có nuôi cổ trùng, vốn là định dùng nó để trả thù cho con trai mình. Thế nhưng chưa kịp làm thì cậu đã tới thanh toán món nợ máu giữa lão và mụ già xoa. Thành ra cái bình giờ không còn tác dụng. Thấy Vũ ngây người ra, bát tàu phớ đã đổ vơi đi một nửa, bà lão lại nói tiếp: Thứ cổ trùng ấy không phải ai cũng nuôi được đâu. Nếu cậu muốn tiêu diệt kẻ thù, trả lại thanh danh cho cha mẹ thì phải dùng đến chúng. Nhưng trước tiên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Bởi lẽ một khi dùng đến cổ trùng, chỉ e là cuộc đời cậu từ giờ về sau không bình thường được nữa. Từng lời nói của bà già kỳ lạ bán tàu phớ ban đêm như gáo nước lạnh dội xối xả vào mặt Vũ, làm cho cậu bàng hoàng cả người. Cậu chồm tới, nắm lấy cánh tay của bà cụ mà hỏi dồn dập: Bà ơi, bà là ai mà lại biết những chuyện này? Tại sao lại nói với cháu? Chưa nói dứt lời, Vũ đã cảm nhận thấy cánh tay nhăn nheo, ướt át của bà ta bốc mùi thâm thẩm. Cậu vội rụt tay lại rồi lúng túng với chính thái độ của mình. Bà lão dường như không để ý đến thái độ của Vũ, chỉ lắc đầu: Tôi chỉ là một người quen cũ của phụ thân cậu thôi. Nhớ lấy lời tôi dặn, nếu muốn rửa sạch oan khiên, chỉ có thể dùng cổ trùng đổi mạng. Có đánh đổi hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu. Nhớ lấy, nhớ kỹ không được quên, biết chưa? Giọng bà lão càng lúc càng vang lên âm u như chốn âm ti vọng về. Bà ta quậy gánh hàng kẽo kẹt trên vai bước vội đi. Vũ tan giữ lại thì một cơn gió lạnh buốt thổi ù tới, mang theo các bụi mịt mù tràn tới khiến cậu chới với mất thăng bằng. Trong phút chốc, đầu Vũ như hoa lên rồi ngất đi lúc nào không biết. Trước lúc ấy, cậu chỉ kịp nghe tiếng bát rơi trên nền đất một tiếng cạch. Mọi thứ lập tức tối om. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên là phải nói đến cái cuộc đời thời trai trẻ của thầy Phạm Lãnh. Khi mà thầy vừa mới đến thôn Cổ Lâu á, thầy đã cứu giúp thôn làng ở đó. Đặc biệt hơn một điều nữa, người con gái đầu tiên mà thầy ấy cứu giúp chữa khỏi bệnh điên ở thôn làng ấy lại là người mà thầy ấy lấy làm vợ sau này. Giống như là trong cái câu chuyện này nói á, khi mà cô ấy vừa mới hết bệnh thì cô ấy không muốn nói chuyện với ai hết, ngoại trừ hai vợ chồng người phu xe cùng với lại thầy Phạm Lãnh. Thì sau cùng cô ấy là người lấy thầy và sinh ra cậu con trai là Phạm Khanh. Nhưng mà không ngờ là cả hai mẹ con đều bạc mệnh như nhau. Người mẹ sau khi sinh con thì bị băng huyết rồi qua đời. Còn người con thì chết một cách rất là thảm thương và khủng khiếp. Và trong tập ngày hôm nay chúng ta cũng biết rõ thầy Lãnh là huynh đệ của lão Bộc ở trong Phủ Quốc Oai. Và nếu mà các bạn có theo dõi Tết ở làng địa ngục thì chúng ta cũng biết được kết cục của thầy Lãnh sau này như thế nào. Nói chung là lại là một chuyện buồn mà chúng ta phải chờ đợi, nhưng mà ở trong đó còn có chi tiết căn nguyên tất cả mọi chuyện xảy ra nữa, tại vì sao lại dẫn tới cơ sở như vậy, và trong cái quá trình đó chúng ta sẽ biết được Vũ sẽ học được những gì và sẽ dùng cách nào để trả thù cho cha mẹ của mình. Bởi vì hiện tại á, mặc dù á, là cha mẹ của mình Vũ đã chết rồi, nhưng mà
cái án oan vẫn còn đó, chết trong vết nhơ để lại cho người đời. Bây giờ phải có người giải oan cho vợ chồng của quan coi Khoai Lương. Bây giờ mọi người chỉ có trong phủ Quốc Oai là tin yêu và yêu thương quan ông và quan bà. Nhưng mà bẵng đi một khoảng thời gian sau, hết đời này qua đời nọ thì người ta cũng đâu có còn ai nhớ đến quan ông và quan bà đâu. Nhưng mà sổ sách ghi lại, cũng như là những người dân ở những nơi khác đều cho rằng ở phủ Quốc Oai đó có một viên quan coi Khoai Lương thông đồng với những tên cướp hoặc là giết viên quan Khâm Sai để mà bịt miệng cho những cái tội lỗi của mình. Giống như là những cái lời đồn đại như vậy sẽ rất là xấu xa. Thì bây giờ có lẽ là một cương vị là một người con, thì điều đầu tiên và duy nhất cho lẽ sống của Vũ hiện tại đó là Vũ muốn trả thù và muốn minh oan cho cha mẹ của mình. Cho dù là thứ gì đã gây ra những cớ sự xảy ra ở phủ Quốc Oai thì Vũ đều muốn lôi nó ra ngoài ánh sáng và trừng trị kẻ thù ác. Mặc dù cái việc làm đó sẽ là mạng đổi mạng, mặc dù Vũ mất mạng nhưng mà Vũ chắc chắn cũng sẽ chấp nhận để làm. Bởi vì đó là lẽ sống duy nhất hiện tại của Vũ lúc bấy giờ. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo vào ngày mai nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.